bạn trai kém 16 tuổi gọi Shakira là người phụ nữ đẹp nhất từng thấy. Nữ ca sĩ người Colombia Shakira, 47 tuổi, còn được bạn trai gọi là nguồn cảm hứng dành cho anh. Mối quan hệ giữa Shakira và Lucien Lavisgaud, 31 tuổi, được biết đến từ tháng 3 năm nay, sau khi họ xuất hiện thân mật trong MV mới có tên Pulteria của nữ ca sĩ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức Earth Weekly, nam diễn viên người Anh Lucien Lavisgaud đã dành nhiều lời ngọt ngào để nói về bạn gái. Shakira là một trong những nghệ sĩ tuyệt vời nhất thế giới. Hiện tại, mối quan hệ tình cảm giữa hai người được cho là có tính chất cởi mở, không quá nghiêm túc hay mong muốn đạt tới những bước tiến quan trọng. Về chuyện tình mới nhất của Shakira, một số bạn bè giấu tên của cô đã bày tỏ sự lo ngại. Họ sợ rằng Shakira đang không tỉnh táo sau chuyện tình cảm đổ vỡ với người trước đó. Cô bước vào một chuyện tình có khoảng cách tuổi tác quá lớn, điều này có nguy cơ gây thêm đau khổ cho Shakira. Họ còn cho rằng ở mức độ nổi tiếng và giàu có như Shakira, cô không khó để tìm được bạn trai mới. Thậm chí có nhiều nam giới chủ động săn đón cô vì những mục đích khác nhau. Việc nương tựa vào Shakira để được truyền thông và công chúng biết tới nhiều hơn, hoặc thậm chí có những sự hỗ trợ về mặt tài chính là điều không ít nam giới tiếp cận Shakira đã tính đến. Về phía nam diễn viên Lucien Lavisgaud, anh từng có chuyện tình cảm gây sửng sốt. Vào năm 2011, ở tuổi 19, anh đã gây chú ý khi hẹn hò với nữ ca sĩ Kerry Katona hơn anh 12 tuổi.